Thanh liên chi đỉnh chương 4321, tin vui, sát cách nhĩ sơn mạch, một cái ba mặt toàn núi cự hình sơn cốc, con dế đang cùng một con gấu bài thân người cửu sắc hỗn độn thú nói gì đó, cửu sắc hỗn độn thú bên cạnh để một cái màu đen cự phủ, tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, lấy ra nhiều kiện thượng phẩm tiên khí đấu giá, còn có tam giai tiên đan, tam giai tiên tửu. Cửu sắc hỗn độn thú ngữ khí trầm trọng, vương gia thực lực càng ngày càng mạnh, này đối sát các nhĩ bộ tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt không, tệ, Hùng Đại Nhân căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo, vương gia tiên giác quân số lượng càng ngày càng nhiều, phỏng đoán cẩn thận có một vạn người, vương gia tu luyện thành chân linh tộc nhân cũng càng ngày càng nhiều, vương tinh hải nắm giữ tinh thần phát tắc, thực lực hơn người, vương hiển tông bốn người nắm giữ hợp kích chi thuật, vương âm âm cùng lương thu vân là âm tu. Còn, giấy báo cáo, vương gia hiện ra không thiếu ưu tú tộc nhân, truyền thừa có thứ tự đây là sát cách nhĩ bộ lạc không muốn nhìn thấy nhất, hừ nhất định phải cho vương gia một điểm màu sắc nhìn một chút, thời gian trì hoãn càng lâu, vương gia thực lực càng mạnh, càng khó đối phó, cho các đạt bộ lạc, đâm lan bộ tập rơi, các la lộc bộ lạc, kho mạc hề bộ lạc cùng kim long bộ lạc đưa tin, để cho bọn hắn phái người hiệp trợ chúng ta tiến đánh thanh liên thành. Gấu, nói hắn cùng bước cùng một chỗ vào vòng, bởi vì sát cách nhĩ bộ lạc tiến hiến một kiện bản nguyên chi vật, có thể tiến vào mẫu tháp, thành công tiến hóa lần thứ ba nắm giữ hỗn độn chiến giáp, vương gia ở thời điểm này tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, có phải hay không là cố ý thiết lập ván cục, chờ lấy chúng ta chui vào bên trong. Con, với có chút chần chờ, một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, nam cung tiên tộc lần trước phục kích sát các nhĩ bộ viện binh, để cho sát các nhĩ bộ thiệt hại hơn hai mươi vị thái ức kim tiên, nếu là lại tới một lần nữa, sát các nhĩ bộ muốn thương cân động cốt lần. Này ta tự mình dẫn đội, thần hồn pháp tắt lại như thế nào, coi như hắn nắm giữ đạo thuật ta cũng không sợ, bất quá không cần thông tri cái này bốn cái bộ lạc người, liền nói chúng ta sẽ phái người tham chiến, ta cũng không tin, thanh liên thành có thể ngăn trở chúng ta. Gấu, lòng tin tràn đầy, sư tử vồ thỏ còn đem hết toàn lực, lần này vì đối phó thanh liên thành, hắn điều động năm cái bộ lạc thái ất kim tiên, phải biết. Sát cách nhĩ bộ lạc bây giờ hạ hạt chính cái bộ lạc, có thể thấy được đối với vương gia xem trọng, không có cách nào vương gia uy hiếp quá lớn. Dứt bỏ thái hạo tiên quân nắm giữ thần hồn pháp tắc không nói vương gia luyện chế ra số lớn diệt tiên tiễn diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ khác mà thành đều không có loại năng lực này thanh liên vương gia đã trở thành hỗn độn thú cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn trừ chi cho thống khoái ngài tự mình dẫn đội làm tình cảnh lớn như vậy nam cung tiên tộc sẽ ra tay a à. con dế kinh ngạc nói để cho còn lại bốn cái bộ lạc phái người tập kích khác địa thành ta ngược lại muốn nhìn nam cung tiên tộc giúp ai bỏ qua khác địa thành bảo toàn thanh liên thành vẫn là bỏ qua thanh liên thành bảo toàn khác địa thành gấu trầm giọng nói bọn hắn lần trước ăn một cái thiệt thò nhỏ lần này để cho nam cung tiên tộc nếm thử lợi hại đây là muốn toàn diện khai chiến con dế hỏi đó cũng không phải đại la kim tiên không xuất thủ không thể nói là toàn diện khai chiến yên tâm đi kế hoạch này lấy được tế tự cho phép gấu nói là ta này liền phái người truyền lệnh con dế đáp ứng thanh liên thành thanh liên phong vương trường sinh quân như yên vương thanh linh diệp tuyền cơ diệu đức đại sư tào viễn tinh sở nhất càng thương giao dương phụ dung mấy người hơn 20 vị thái ất kim tiên tụ ở trong một tòa thạch đình màu xanh thưởng thức trà nói chuyện phím đấu giá hội tới gần số lớn tiên nhân đến đến thanh liên thành thái ất kim tiên liền có hơn 20 người phần lớn là đến từ thiên phượng dưới thành hạt địa thành vương trường sinh cùng uông như yên thịnh tình chiêu đãi những thứ này thái ất kim tiên Cùng bọn hắn giao lưu tâm đắc tu luyện cùng trao đổi tu tiên tài nguyên, nhiều vị Thái Ức Kim Tiên đều cùng Vương Trường Sinh nghe ngóng thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, ngoại trừ Diệp Tuyền Cơ cùng Diệu Đức đại sư, Vương Trường Sinh không có nói cho các Thái Ức Kim Tiên, tránh tin tức truyền đến sát các nhĩ bộ lạc cao tầng trong lỗ tai, Nam cung tiên tộc tiên giáp quân số lượng không thiếu, đã từng có một đội Thái Ức Kim Tiên kỳ tiên giáp quân, nhân số bất quá hơn 10 người, xông ra uy danh hiển hách, bất quá tại Nam cung tiên tộc cùng sát các nhĩ bộ lạc toàn diện trong đại chiến cơ hồ toàn quân bị diệt, côn luân đạo tổ môn hạ có một đội thái ất kim tiên kỳ tiên giáp quân, nhân số tại chừng trăm người, bất quá đã rất nhiều năm không có lộ diện, nhân số chắc chắn càng nhiều, số đông thái ất kim tiên tu luyện thành đỉnh phong chân linh, nhục thân sánh vai thái ất kim tiên kỳ bảy sắc hỗn độn thú, mạnh một chút thái ất kim tiên có thể cùng tám sắc hỗn độn thú liều mạng nhục thân, đến nỗi cửu sắc hỗn độn thú, chỉ có tu luyện thành tiên thể tiên nhân mới có thể cùng hắn đối bính thân thể hỗn. miên Thạch đúng là một nan đề, Công luân đạo tổ nắm trong tay một tòa to lớn Hỗn Nguyên Thạch khoáng mạch, sẽ không tùy tiện bên ngoài bán, lại thêm Hỗn Độn Giáp trụ độ khó luyện chế, chúng ta luyện chế ra một bộ Hỗn Độn Giáp trụ cần lãng phí không thiếu Hỗn Nguyên Thạch, xác suất thành công đề cao không đi lên, thiếu khuyết Hỗn Nguyên Thạch, tự nhiên luyện chế không ra quá nhiều Hỗn Độn Giáp trụ. Diệp Tuyền cơ thở dài nói, nếu là có thể nắm giữ một tòa cỡ nhỏ Hỗn Nguyên Thạch khoáng mạch, chắc chắn phát tài, ta nghe nói một ít tiên vực có cỡ trung Hỗn Nguyên Thạch khoáng mạch, sản lượng không thiếu. Kim Long tự nói có là có, trên cơ bản trưởng khống tại thế lực lớn trên tay, Thái Ức Kim Tiên có thể khống chế một tòa cỡ nhỏ hỗn nguyên thạch khoáng mạch đều xem như gặp may, Nam Cung Tiên tộc cũng bất quá là trưởng khống một tòa cỡ nhỏ hỗn nguyên thạch khoáng mạch. Tào Viễn Kinh nói, ta nghe nói Vạn Bảo Môn khống chế một tòa cỡ trung hỗn nguyên thạch khoáng mạch, Vạn Bảo Môn tiên giáp quân số lượng không thiếu. Dương, Phù Dung nói, ngữ khí của nàng nhất chuyển, nói, nếu để cho vương đạo hữu khống chế một tòa cỡ nhỏ hỗn nguyên thạch khoáng mạch, các ngươi gia tộc tiên giáp quân số lượng có thể bay lên gấp mấy lần a ta. À, ngược lại thật ra nghĩ có một tòa cỡ nhỏ hỗn nguyên thạch khoáng mạch thực lực không cho phép. vương trường sinh vừa cười vừa nói một tòa cỡ nhỏ hỗn nguyên thạch khoáng mạch đầy đủ gây nên một hồi đại chiến nếu là có thể đánh cho tàn phế sát cáp nhĩ bộ lạc hoặc diệt đi sát cáp nhĩ bộ lạc vậy thì có cơ hội. thương giao nói chúng tu sĩ cười nhạt một tiếng bọn hắn đều hy vọng thương giao nói trở thành sự thật, nhưng độ khó khăn quá lớn. Nam cung tiên tộc bây giờ cao thủ nhiều như mây, ở bên trong có tinh thần tiên quân cùng nam cung trường thanh, bên ngoài có vương đạo hữu, vương đạo hữu nếu là có thể tiến giai đại la kim tiên, sát cách nhĩ bộ lạc tính là gì? Tào viễn tinh nói tinh thần tiên quân là chỉ nam cung nguyệt thước, hắn nhất chiến thành danh, tán gẫu gần nửa canh giờ, chúng tu sĩ lần lượt rời đi trở về chỗ ở chỉ còn lại vương trường sinh cùng uông như yên vương trường sinh lấy ra một mặt lam quan lóe lên pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết mặt lộ vẻ vui mừng phu quân có gì vui chuyện sao uông như yên hỏi hải đường cùng anh kiệt lần lượt tấn nhập thái ất kim tiên bọn hắn còn tại thiên thần hải vực điều dưỡng vương trường sinh vừa cười vừa nói diệp hải đường cùng vương anh kiệt đều đem pháp tắc tu luyện tới đại thành trở về thiên thần hải vực bế quan xung kích thái ất kim tiên có Vương Thanh Thành mấy người thất bại ví dụ, bọn hắn tiêu phí không thiếu thời gian rèn luyện tiên nguyên lực, xem ra lựa chọn của bọn hắn không tệ quá, tốt rồi, gia tộc lại nhiều hai vị thái ất kim tiên. cũng như yên vui vô cùng, Vương Trường Sinh gật gật đầu, Thu Lâm cùng một đao đoán chừng cũng sắp, chỉ cần có thể đã thông 108 cái tiên khiếu, bọn hắn vượt qua lôi kiếp không là vấn đề. Vương Nhất Đao cùng Vương Thu Lâm cũng đã phát tắc đại thành, tại thanh liên đảo bế quan xung kích thái ất kim tiên bọn hắn cũng dự định hoa nhiều thời gian hơn rèn luyện tiên nguyên lực, tránh dẫm vào vương thanh thành đám người phục triệt khi, vọng bọn họ có thể thành công, bất quá chúng ta lần này tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, hỗn độn thú có thể sẽ tới quấy rối. Buông, như Yên nói, bọn hắn tổ chức thái ức khánh điển thời điểm, các đạt bộ lạc liền đến quấy rối, bất quá không có náo ra loạn gì, lần này thanh liên thành tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, hấp dẫn không ít thái ức kim tiên tham gia, hỗn độn thú có thể sẽ quấy rối ta ngược lại thật ra hy vọng hỗn độn thú tới bọn chúng vẫn luôn không công thành ta ngược lại có chút bất an vương trường sinh sắc mặt nặng nề hỗn độn thú thế mà mấy chục vạn năm bất công thành quả thực kỳ quái vương trường sinh lo lắng chính là sát cáp nhĩ bộ lạc thêm ra biến dị bốn lần cửu sắc hỗn độn thú một khi xuất hiện loại này hỗn độn thú nó nếu là tiếng giai đại la kim tiên thực lực càng mạnh hơn nếu như ta là hỗn độn thú chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này bên trong thanh liên thành tụ tập nhiều thái ớt kim tiên như vậy, cầm xuống thanh liên thành, có thể bắt không thiếu thái ớt kim tiên. Cung Như Yên phân tích nói, hỗn độn thú công thành, thứ nhất là tiêu diệt cao giai tiên nhân, thứ hai là bắt tiên nhân tế tự thập phương tử mẫu tháp, bây giờ thanh liên thành tụ tập số lớn tiên nhân, thái ớt kim tiên số lượng liền có vài chục vị, hỗn độn thú không có lý do bỏ qua cơ hội này, chỉ cần bọn hắn dám động thủ thôn thiên hẳn là đủ nghe trộn đến một chút cơ mật và vương trường sinh lời nói còn chưa nói xong, lông mày nhíu một cái, từ trong ngực lấy ra một mặt lam quang lóe lên truyền tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt kính có thể nhìn thấy vương thông thiên khuôn mặt, chủ nhân, ta nghe trộn đến đâm lan bộ tập rơi cao tầng nói chuyện, bọn chúng phụng sát các nhĩ bộ lạc mệnh lệnh, chuẩn bị tiến đánh thanh liên thành, lần này điều động năm cái bộ lạc sức mạnh, sát các nhĩ bộ lạc cũng sẽ phái người tham chiến. Vương Thông Thiên nói, Vương Trường Sinh tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, chính là vì dẫn xà xuất động, hắn đem hoàng cấp tiên hạm giao cho vương thôn thiên, để cho hắn đến đâm lan đinh sơn mạch ngoại vi nghe trộm, hắn đã ngây người mấy tháng, cuối cùng nghe trộm đến tình báo trọng yếu, biết thời gian sao? Vương trường sinh hỏi, bọn, hắn dự định tại đấu giá hội triệu khai một ngày kia động thủ, sát cách nhĩ bộ lạc cửu sắc hỗn độn thú dẫn đội, phỏng đoán cẩn thận có bảy con cửu sắc hỗn độn thú, không xác định có biến dị ba lần hỗn độn thú. Vương thông thiên nói, biết, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bọn chúng phát hiện. Vương Trường Sinh dặn dò, biết, chủ nhân, ta ngay tại ngoại vi, rất an toàn, tại 10 vạn ức phòng trong, chỉ cần có người trò chuyện, đều không thể gạt được kim lăng kính, nếu là có thái ức kim tiên kỳ hỗn độn thú tới, ta liền rút lui. Vương Thông Thiên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, thu hồi truyền tiên kính, xem, ra phu quân chiêu này dẫn xà xuất động rất không tệ, bọn chúng thật sự bị lừa rồi. Hùng Như Yên vừa cười vừa nói, khó, mà nói, sát cáp nhĩ bộ lạc chưa chắc sẽ đem mục đích thật sự thông tri một chút hạt bộ lạc, cẩn thận một điểm tốt hơn, chúng ta đi một chuyến thiên phượng thành, cùng nam cung tiền bối hồi báo, liền nói chúng ta thám tử truyền về tin tức, có thể nói mơ hồ một điểm, tránh bại lộ kim lăng kính tồn tại. Vương, trường sinh nói, hắn không có khả năng cùng nam cung tiên tộc lộ ra tồn tại kim lăng kính, có món bảo vật này, cùng thanh liên thành tiếp giáp hỗn độn thú bộ lạc nhất cử nhất động, đều trong lòng bàn tay của hắn, các đạt thảo nguyên chỗ sâu, một tòa chiếm diện tích bát ngát cự thành, ở trên cổng thành phương mang theo một khối hình vuông thanh sắc bản hiệu, trên đó viết, cáp đạt thành, ba chữ to, nội thành có không ít hỗn độn thú hoạt động cũng có thể nhìn thấy một chút ngụy tiên thân ảnh, cáp đạt thành tây góc bắc, một tòa ba mặt toàn núi cự hình sơn cốc, dương cùng 13 con thái ất kim tiên kỳ hỗn độn thú tụ tập trong cốc, đang nói cái gì, sát, cáp nhĩ bộ hạ làm, để cho ta tự mình dẫn đội, quý, bồ câu, các ngươi cùng ta cùng đi, hy vọng có thể nhất cử cầm xuống thanh liên thành. Dương nói, sát, các nhĩ bộ lạc phái người tham chiến sao? Chỉ dựa vào chúng ta chưa chắc có thể cầm xuống thanh liên thành, thanh liên thành cùng khác địa thành không giống nhau, có nhiều môn thượng phẩm diệt tiên pháo, nói không chừng còn có thượng phẩm diệt tiên tiễn. Một cái ngoại hình cực giống chim bồ câu tám sắc hỗn độn thú nói, sát, các nhĩ bộ lạc con dế đại nhân cũng cân nhắc đến điểm này, lại phái cửu sắc tộc nhân trợ giúp, chúng ta bây giờ muốn làm chính là tập kết nhân thủ, phái người tìm hiểu tin tức, tận khả năng thu thập thanh liên thành cùng hạ hạt thành trì tình báo, vì công thành làm chuẩn bị. Dương Phân Phó nói là, Dương Tế Tự. 10. Ba con hỗn độn thú trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi, xuống an bài, thiên, phượng thành, thiên phượng viên, nam cung vũ vi ngồi ở trong một tòa thạch đình màu xanh, vương trường sinh cùng uông như yên đứng ở một bên, đang tại hướng nam cung vũ vi hồi báo, tin tức có đáng tin. Hỗn độn thú lộng lớn như thế chiến trận nam cung vũ vi nhíu mày hỏi chắc chắn đáng tin đây là tộc nhân của ta dùng mệnh đổi lại tình báo bất quá bọn hắn có thể sẽ an bài điều chỉnh nhưng có một chút có thể chắc chắn hỗn độn thú hội công thành vương trường sinh nói nghiêm túc hắn không có đem lời nói quá vẹn toàn vạn nhất hỗn độn thú tạm thời cải biến kế hoạch trì hoãn công thành thời gian vậy thì khó mà nói các ngươi còn có thám tử a nếu là tin tức này khuếch tán sẽ liên lụy đến hắn a nam cung vũ vi nói nhất định sẽ liên lụy đến hắn tốt nhất đừng khuếch tán dù địch xâm nhập có thể tại thanh liên thành phía dưới cho bọn hắn trọng thương vương trường sinh đề nghị các ngươi đi xuống trước ta phái người xác minh một chút chuyện lớn như vậy ta không thể chỉ nghe các ngươi lời nói của một bên nam cung vũ vi phân phó nói là nam cung tiền bối vương trường sinh cùng uông như yên đáp ứng lui xuống nam cung vũ vi lấy ra một mặt bạch quang lóe lên truyền tiên kính đánh vào một đạo pháp quyết, một lát sau mặt kính bạch quan đại phóng, có thể nhìn thấy Nam Cung Vân Hoa khuôn mặt vũ vi lão tổ, có phân phó gì? Nam Cung Vân Hoa hỏi, hỗn, động thú gần nhất có dị động gì? Ta nhận được tin tức, bọn chúng có thể sẽ công thành. Nam Cung Vũ Vi vấn đạo, không, có dị động gì, ta không thu đến tin tức, tin tức có đáng tin. Nam Cung Vân Hoa hỏi, sẽ, không có vấn đề, bọn hắn không cần thiết gạt ta, ngươi tra một chút, Ngụy Tiên có hay không điều động dấu hiệu, nếu như Ngụy Tiên có điều động dấu hiệu, ngươi không cần liên hệ ta, nếu như không có điều động dấu hiệu, trong 7 ngày liên hệ ta, nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ, đừng để hỗn độn thú hoài nghi ngươi. Nam, cung Vũ Vi phân phó nói là, Vũ Vi lão tổ, nếu như Ngụy Tiên điều động, ta liền không liên hệ ngài, cùng hỗn độn thú ở chung một chỗ, bỏ đi hoài nghi, nếu như không có điều động, ta liền liên hệ ngài. Nam Cung Vân Hoa đáp ứng, chặt đứt liên hệ, vương, gia bản lĩnh thật lớn, lại có thể dò xét đến loại này cơ mật, xem ra vương gia mật thám tại hỗn độn thú bộ lạc địa vị không thấp. Nam Cung Vũ Vi tự nhủ, 10 ngày trôi qua, thanh liên cắt có không ít tu sĩ ra ra vào vào, đây là vương gia mở tại thiên phượng thành cửa hàng, sinh ý cũng không tệ lắm, lầu chính, vương trường sinh cùng uông như yên ngồi ở một tấm thanh sắc bên cạnh bàn trà, thưởng thức trà nói chuyện phím, Nam Cung Vân Diệu đi tới. Trước mắt hắn là thái ớt kim tiên sơ kỳ, vương đạo hữu, vương phu nhân vũ vi lão tổ cho mời mời đi theo ta nam cung vân diệu khách khí nói vương trường sinh cùng uông như yên đứng dậy đi theo nam cung vân diệu rời đi thanh liên cát đi tới thiên phượng viên gặp được nam cung vũ vi ta đã phái người hạch thật tin tức của các ngươi khả năng cao thật sự xem như cái gì cũng không biết chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề đột nhiên hạ lệnh tăng cường đề phòng có thể sẽ liên lụy các ngươi mật thám đã như vậy vậy thì vượt lên trước động thủ vừa có thế tăng cường đề phòng cũng có thể đánh hỗn độn thú một cái trở tay không kịp ta dự định để các ngươi đi đối phó đâm lang đinh bộ rơi có chuyện gì khó xử sao nam cung vũ vi nói nàng thậm chí đợi lâu ba ngày nam cung vân hoa cũng không có liên hệ nàng điều này nói rõ hỗn độn thú điều động ngụy tiên đối phó đâm lang đinh bộ rơi vương trường sinh hơi sững sờ nam cung vũ vi kế hoạch này không tệ chỉ cần nam cung tiên tộc vượt lên trước khai chiến đến lúc đó tăng cường đề phòng liền danh chính ngôn thuận không tệ các ngươi cần phái người hiệp trợ mà nói, ta có thể phái người hiệp trợ, không cần phái người hiệp trợ mà nói, vậy cũng không cần. Nam, Cung Vũ Vi nói, nàng muốn nhìn một chút thực lực Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh chắc chắn còn có ác chủ bài không có triển lộ, Vương Trường Sinh mặc lộ vẻ vẻ do dự, hắn cùng Uông Như Yên thi triển đạo thuật mà nói, cầm xuống đâm lan đinh sơn mạch không là vấn đề. Nhưng bọn hắn không nắm chắc toàn diệt tất cả hỗn độn thú, coi như có thế toàn diệt tất cả hỗn độn thú, hỗn độn thú sẽ càng thêm xem trọng vương gia, làm không tốt biến dị tam sắc cửu sắc hỗn độn thú tự mình ra tay đối phó bọn hắn, phong hiểm quá lớn, lý do ổn thỏa, hay là mời nam cung tiên tộc trợ giúp, vương gia phối hợp, cứ như vậy, coi như đánh cho tàn phế hoặc diệt đi đâm lan đinh bộ rơi, sát cáp nhĩ bộ lạc cũng sẽ đem sổ sách tính toán tại nam cung tiên tộc trên thân, vương gia chỉ là đồng lõa, vừa có thể đánh loạn hỗn độn thú kế hoạch cũng có thể giảm xuống hỗn độn thú đối với vương gia cừu hận độ vân diệu đem dài long bọn hắn bảy người gọi tới. Nam Cung Vũ Vi phân phó nói, Nam Cung Vân Diệu lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, cũng không lâu lắm, Nam Cung Vân Diệu trở về, năm nam hai nữ đi theo phía sau hắn, cầm đầu là một tên cao lớn vạm vỡ kim áo đại hán, kim áo đại hán mặc chữ điền mắt to, khí tức hùng hậu, dài, long, dài dao, các ngươi hiệp trợ vương gia đối phó đâm lan đinh bộ rơi. Nam, Cung Vũ Vi phân phó nói, Nam Cung Trường Long bảy người nắm giữ hợp kích chi thuật, đều có thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi hơn nữa đều tu luyện thành đỉnh phong chân linh nam cung tiên tộc truyền thừa lâu đời thực lực hùng hậu đương nhiên là có hợp kích công pháp vũ vi lão tổ cần như thế nào đối phó đâm lang đinh bộ rơi nam cung trường long hỏi các ngươi cùng vương tiểu hữu thương lượng là được không cần nói với ta ta chỉ hỏi kết quả không trông cậy vào các ngươi toàn diệt đâm lang đinh bộ rơi giết mấy cái thái ất kim tiên kỳ hỗn độn thú là được nam cung vũ vi phân phó nói là vũ vi lão tổ. Nam Cung Trường Long bảy người trăm miệng một lời đáp ứng, các, ngươi tốt chiến tốt thắng A. Không nên đánh đánh lâu dài, giữ lại lực lượng tinh nhuệ đối phó khác hỗn độn thú bộ lạc. Nam, Cung Vũ Vi nhớ ra cái gì đó, dặn dò, bọn hắn đối phó đâm lan đinh bộ rơi mục đích chủ yếu là xáo trộn hỗn độn thú bố trí, nếu là bị đâm lan đinh bộ rơi ngăn chặn, gây bất lợi cho bọn họ là, Vũ Vi lão tổ, Nam Cung tiền bối. Nam, Cung Trường Long cùng Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng, lui xuống, rời đi thiên phượng viên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo nam Cung Trường Long đi tới một tòa yên lặng trang viên, chính người ngồi ở trong một tòa thạch đình màu xanh, nhắc tới kế hoạch tác chiến, căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo. Đâm Lan Đinh Bộ rơi ít nhất có 8 vị Thái ất Kim Tiên, thủ lĩnh là cửu sắc hỗn độn thú, tiến hóa hai lần. Uông, như Yên nói, dựa theo Vũ Vi Lão tổ mệnh lệnh, tốc chiến tốc thắng A, không cần thiết xuất động tiên giáp quân, dạng này sẽ cho hỗn độn thú cơ hội chạy trốn, trực tiếp giết đi qua. Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân cấp tốc giải quyết bảy sắc hỗn độn thú, chúng ta đối phó tám sắc hỗn độn thú, tiếp đó cũng lấy cửu sắc hỗn độn thú. Nam, Cung Trường Long nói ra cái nhìn của mình, nếu như xuất động tiên giáp quân sẽ cực lớn dây dưa tốc độ tiến tới của bọn họ, trực tiếp giết vào đâm lan đinh bộ rơi hang ổ, các ngươi ở bên ngoài đánh nghi binh, chúng ta ẩn vào đâm lan đinh thành, đánh lén cửu sắc hỗn độn thú. Vương Trường Sinh nói, Nam cung Trường Long bảy người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Vương Trường Sinh lòng can đảm lớn như vậy, bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại, Vương Trường Sinh dù sao nắm giữ thần hồn pháp tắc, cùng bọn hắn không giống nhau, lẻn vào Đâm Lang Đinh Thành, trông coi cửa thành là hỗn độn thú, muốn lẻn vào Đâm Lang Đinh Thành độ khó quá cao, chẳng lẽ Vương đạo hữu có nội ứng? Nam cung Trường Long tò mò hỏi, "Chúng, ta không có nội ứng, bất quá chỉ là lẻn vào Đâm Lang Đinh Thành mà thôi." không có vấn đề gì lớn các ngươi mang đánh nghi binh đâm Lan đinh thành cho chúng ta tạo cơ hội vương trường sinh nói hắn cùng uông như yên đồng thời thi triển thần hồn pháp tắc đã thương cửu sắc hỗn độn thú không là vấn đề bảy sắc hỗn độn thú cùng tám sắc hỗn độn thú ngăn không được bọn hắn bọn hắn là muốn đánh cho tàn phế hoặc diệt đi đâm lang đinh bộ rơi giảm bớt một cái cường đại hàng xóm tất nhiên vương đạo hữu dự định lẻn vào đâm lang đinh thành chúng ta liền phối hợp các ngươi a à. bất quá các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đây nếu là bị hỗn độn thú phát hiện các ngươi, các ngươi liền phiền toái. Nam Cung Trường Long trịnh trọng nói yên, tâm, thật đến lúc đó, các ngươi trợ giúp chúng ta, nội ứng ngoại hợp chính là. Vương Trường Sinh nói, mặt mũi tràn đầy tự tin, được chưa? Vậy thì theo Vương Đạo Hữu. Nam, Cung Trường Long đáp ứng, nếu là Khắc thái ức kim tiên nói như vậy, Nam Cung Trường Long chắc chắn sẽ không phối hợp, Vương Trường Sinh không giống nhau, hắn nắm giữ thần hồn phát tắc, bọn hắn hiệp đàm một chút hành động cụ thể, trời đi trang viên, truyền tống đến thanh liên thành, đâm, lang đinh sơn mạch ngoại vi, một ngọn núi thế ngọn núi dốc đứng chọc trời, chân núi có một cái sơn động to lớn, tận cùng sơn động là một cái hơn trăm mẫu lớn động quật, một cái đầu hổ thân người bảy sắc hỗn độn thú ghé vào động quật góc dưới bên trái, nó nhắm hai mắt lại, dường như là ngủ thiếp đi, mặt đất nâng lên một cái đống đất, vương trường sinh, hung như yên cùng vương thanh linh từ lòng đất chui ra, bảy sắc hỗn độn thú lập tức liền mở hai mắt ra, đúng lúc này, vương trường sinh tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, một cổ cường đại giam cầm chi lực vô căn cứ hiện lên, đem bảy sắc hỗn độn thú giam cầm tại chỗ, một đạo hắc ảnh từ lòng đất bay ra chui vào bảy sắc hỗn độn thú thể nội, bảy sắc hỗn độn thú kịch liệt giải dụ, bất quá nó bị giam cầm pháp tắc trói buộc lại, căn bản không thể động đậy, muốn phát ra âm thanh. Một cổ cường đại giam cầm chi lực để nó không có cách nào há mồm, thân thể của nó nhanh chóng run rẩy lên, một lát sau, bảy sắc hỗn độn thú ngã xuống, một đạo hắc quan bay ra, hiện ra một cái ngũ quan tinh xảo thiếu nữ quần đen, cẩn thận quan sát, thiếu nữ quần đen là hồn thể, không phải thực thể, làm tốt lắm, vương tinh. Vương, thanh linh tán dương, thiếu nữ quần đen bản thể là cửu tinh vệ hồn trùng, đã tấn nhập kim tiên kỳ, cái này chỉ bảy sắc hỗn độn thú cũng là kim tiên kỳ, cửu tinh vệ hồn trùng vĩnh viễn là hồn thể, có thể thôn vệ những sinh linh khác tinh hồn mở rộng tự thân, cũng có thể ở tạm một bộ nhục thân, điều khiển nhục thân hoạt động, bất quá không thể thi triển bị khống chế giả thần thông, đối phó tiên nhân rất dễ dàng lộ ra chân tướng, dùng để đối phó hỗn độn thú có hiệu quả, hỗn độn thú nhục thân cường đại, thần hồn là hỗn độn thú nhược điểm lớn nhất, tại dưới sự giúp đỡ vương trường sinh, vương tinh rất nhẹ nhàng liền thôn vệ cái này chỉ bảy sắc hỗn độn thú tinh hồn, đem hắn gạt bỏ, có thể điều khiển cái này chỉ bảy sắc hỗn độn thú nhục thân hoạt động, chúng. Ta trước tiến vào Thái Hạo Đồ để nó mang theo chúng ta tiến vào Đâm Lan Đinh Thành. Hung Như Yên nói, Vương Tinh, dựa theo kế hoạch làm việc. Vương, Thanh Linh phân phó nói, Vương Trường sinh tế ra Thái Hạo Đồ, ba người bọn họ bay vào trong Thái Hạo Đồ chi, Vương Tinh thu hồi Thái Hạo Đồ, chui vào bảy sắc hỗn độn thú thể nội, thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính, tế tự đại nhân, cưu đại nhân phái người đưa tin, để cho ngài đi Đâm Lan Đinh Thành một chuyến. Biết bảy sắc hỗn độn thú mở miệng nói ra sải bước đi ra ngoài bảy sắc hỗn độn thú triều lấy đâm lang đinh sơn mạch chỗ sâu đi tới một đi ngang qua tới nó đụng tới không thiếu hỗn độn thú bọn chúng cũng là mỗi bộ lạc nhỏ thủ lĩnh phụng mệnh đi tới đâm lang đinh thành sơn mạch chỗ sâu một tòa thành trì thật lớn dị thường nổi bật bản hiệu bên trên đâm lang đinh thành bốn chữ lớn chiếu lấp lánh cửa thành có một cái dáng người cao gầy kim áo nam tử hắn phụ trách đăng ký đến đây học bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cửa thành mở rộng mỗi bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đăng ký sau đó, lần lượt tiến vào đâm lan đinh thành, vệ, lạc đặt bộ lạc, hổ. Bảy sắc hỗn độn thú mở miệng nói ra, kim áo nam tử đăng ký sau đó, để cho bảy sắc hỗn độn thú tiến vào đâm lan đinh thành, tại một cái ngụy tiên dưới sự chỉ dẫn, hổ đi vào một tòa yên lặng trang viên, bên trong vườn có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, đại môn rộng mở, hổ sải bước đi đi vào, vương tinh từ hổ thể nội bay ra, tế ra thái hạo đồ, đánh vào một đạo pháp quyết, thái hạo đồ sáng lên một đạo chói mắt màu lam hào quang, vương trường sinh, vung như yên cùng vương thanh linh bay ra, vương trường sinh tế ra một mặt lam quang lóe lên cờ phướng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu lam sương mù tuôn trào ra, che mất ba người bọn họ thân ảnh, vương tinh bay trở về hổ thể nội, điều khiển hổ cơ thể hành động, màu lam sương mù tán đi, vương trường sinh ba người biến mất, bọn hắn ngay tại trong điện, chỉ là giấu đi mà thôi, nửa ngày sau. Một đạo nam tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hổ đại nhân cưu đại nhân triệu tập ngài đi qua học. Hổ, sải bước đi ra ngoài, một cái thật cao gầy teo thanh niên áo vàng đứng tại cửa trang viên, dẫn đường đi. Hổ, mở miệng nói ra, thanh niên áo vàng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, ở phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm, hổ đi vào một tòa ba mặt toàn núi cự hình sơn cốc, ở đây tụ tập không thiếu hỗn độn thú, có bảy sắc cũng có lục sắc, cũng là mỗi bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, đều có kim tiên kỳ tu vi, một trận cùng phong thổi qua một cái ngoại hình cực giống cưu bảy sắc hỗn độn thú bay đi vào bái kiến cưu đại nhân đông đảo hỗn độn thú nhao nhao hành lễ ngữ khí cung kính đem các ngươi gọi tới là có nhiệm vụ giao cho các ngươi chúng ta chuẩn bị tiến đánh thanh liên thành các ngươi phụ trách tiến đánh thanh liên thành phía dưới hạt huyền thành triệu thắng ngươi cùng bọn hắn giới thiệu một chút những cái kia huyền thành thành phòng đem chúng ta chế định phương án tác chiến nói cho bọn hắn cưu phân phó nói là cưu đại nhân triệu thắng đáp ứng tay áo lắc một cái, một tấm thanh quang lóe lên họa trục bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ở giữa không trung mở ra mở ra, đây là một tấm bản đồ địa hình, kỹ càng ghi lại thanh liên thành cùng hạ hạt thành trì phân bố vị trí, thanh, liên thành, ba chữ to vô cùng dễ thấy, mà tại thanh liên thành bốn phía nhưng là số lớn thành trì, dựa, theo cư kế hoạch của đại nhân, chúng ta muốn triệu thắng lời nói còn chưa nói xong, một hồi vang vọng đất trời tiếng nổ đùng đoàn vang lên, đất trung núi chuyển, một hồi vang dội tiếng cảnh báo vang lên, truyền khắp cả tòa đâm Lan đinh thành địch tập địch tập một hồi vang dội tiếng hô hoáng vang lên các ngươi trước tiên ở ở đây đợi không nên chạy loạn cư nói xong lời này cánh khẽ vỗ hướng về nơi xa bay đi tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm nó đi tới trên tường thành thấy được nam cung trường long bảy người đâm Lan bộ tập rơi thủ lĩnh viên cũng đến trên tường thành nó vẫn là thái ất kim tiên hậu kỳ nam cung tiên tộc các ngươi thế mà dết vào đâm lang đinh sơn mạch cho là chúng ta là hô lang bộ lạc sao diệt bọn hắn. Viên, phân phó nói, tiếng nói vừa ra, năm cái thái ất kim tiên kỳ bảy sắc hỗn độn thú xông ra đâm lan đinh thành, nhào về phía nam cung trường long bảy người, nam cung trường long bảy người bên ngoài thân linh quan đại phóng, tay phải nhau nhau hướng về hư không vỗ, bảy con màu sắc khác nhau cự trưởng lóe lên mà ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn bảy màu. Trong nháy mắt đến bảy sắc hỗn độn thú trước mặt, bảy sắc hỗn độn thú không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, một cổ cường đại giam cầm chi lực vô căn cứ hiện lên đưa nó cầm cố lại nó bên ngoài thân sáng lên một hồi chói mắt bảy sắc linh quan sau giam cầm chi lực suy yếu không thiếu bàn tay lớn bảy màu cũng đập vào bảy sắc hỗn độn thú trên thân nó bay ngược ra ngoài trọng trọng nện ở đâm lang đinh trên tường thành ngực lõm xuống bên ngoài thân máu me đầm đìa không còn khí tức nam cung trường long bảy người đều có thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi thi triển hợp kích chi thuật nhất kích diệt sát một cái thái ất kim tiên kỳ bảy sắc hỗn độn thú hợp kích chi thuật phân mà diệt chi, kêu, các ngươi bên trên. Viên, phân phó nói, ba con tám sắc hỗn độn thú vọt ra khỏi đâm lan đinh thành, một cái tám sắc cự kêu tốc độ nhanh nhất, một đôi lợi trảo lập lòe hàng mang, nam cung trường long bảy người hai tay nhau nhau hướng về hư không một vẻ, một cái cực lớn màn ánh sáng bảy màu tùy theo hiện lên, đem bọn hắn bảo vệ, tám sắc hỗn độn thú lợi trảo đánh vào màn ánh sáng bảy màu phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Màn ánh sáng bảy màu lắc lư một cái, một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn bảy màu đánh tới, tám sắc hỗn độn thú cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, tránh đi bàn tay lớn bảy màu, bốn cái bảy sắc hỗn độn thú nhau nhau thôi động phát tắc, công kích Nam Cung Trường Long bảy người, mặt đất tuôn ra một cổ cường đại trọng lực, Nam Cung Trường Long bảy người không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống, thế, mà phái nắm giữ hợp kích chi thuật thái ớt kim tiên tới, chúng ta cũng không phải hô lan bộ lạc. Viên Ngữ khí tràn ngập túc sát chi khí, nếu là nắm giữ chí tôn pháp tắc thái kim tiên, nó còn có thể kiên kỵ một hai, chỉ là hợp kích chi thuật, không làm gì được nó, nó có chút hoang mang, như thế nào nam cung tiên tộc đột nhiên phái người đối phó đâm lan bộ tập rơi, trước đó không có thu đến bất kỳ tiếng gió nào, đúng lúc này, phía sau của nó hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái mấy trượng lớn chỗ trống vừa hiện mà ra, vương trường sinh cùng uông như yên từ trong bay ra, bọn hắn phải ngón trỏ linh quan tăng mạnh, thẳng đến viên đầu mà đi, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời. Một cổ cường đại giam cầm chi lực vô căn cứ hiện lên, để cho viên không thể động đậy, viên bên ngoài thân sáng lên một hồi chói mắt cửu sắc linh quang, rất nhanh liền khôi phục tự do, vương trường sinh cùng uông như yên phải ngón trỏ đánh vào viên trên đầu, truyền ra hai tiếng trầm đục, hai đạo vòng sáng màu đen bao phủ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét tán, mấy chục con kim tiên kỳ bảy sắc hỗn độn thú tụ tập tại trên tường thành, hai đạo vòng sáng màu đen lướt qua thân thể của bọn chúng, thân thể của bọn chúng rung lên, hồn hải tán loạn, ngã xuống, bị thần hồn pháp tắt xóa bỏ, viên cơ thể rung lên phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, cảm giác có người hướng về nó hồn hải đầu nhập hai khối cự thạch, hồn hải xuất hiện vết rách, thần hồn phát tắc. Viên, hoảng sợ nói, hai tay hướng về sau lưng đập tới, vương trường sinh cùng uông như yên ti không chút nào sợ, tay phải linh quan đại phóng, nên đón tiếp lấy, vương trường sinh cùng uông như yên bàn tay cùng viên hai tay chạm vào nhau, cảm giác một cổ cự lực đánh tới, cơ thể bay ngược ra ngoài, các, ngươi đều nắm giữ thần hồn phát tắc. Hai vị chí tôn, Viên trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè, dạ, Thái Hạo Tiên Quân đã rất khó đối phó, Thiên Cầm Tiên Tử thế mà cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, nhục thể của bọn hắn cũng rất cường đại, số lớn hỗn độn thú phóng tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn bên ngoài thân tất cả phóng ra một đạo vòng sáng màu đen, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán Thái ất Kim Tiên Kỳ trở xuống hỗn độn thú chạm đến vòng sáng màu đen, đều ngã xuống đất, thần hồn tán loạn, tiếng giai Thái ất Kim Tiên sau, Vương Trường Sinh thôi động thần hồn pháp tắc, Thái Ức Kim Tiên kỳ trở xuống hỗn độn thú căn bản ngăn không được, nhất kích diệt sát, tự tìm cái chết. Viên, giận tím mặt, phóng tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phải ngón trỏ nhau nhau hướng hư không một điểm, hai đạo linh quang bắn ra, thẳng đến Viên mà đi, Viên không dám đón đỡ, thân hình thoát một cái, tránh đi hai đạo linh quang, bất quá rất nhanh, lại có hai đạo linh quang bay vụt mà đến, đồng thời một cổ cường đại giam cầm chi lực hiện lên, hai đạo linh quang lần lượt đánh vào viên trên thân, truyền ra hai tiếng trầm đục, bị hai đạo linh quang đánh trúng nhiều chỗ ra hai đạo vết máu, cửu sắc hỗn độn thú nhục thân vẫn là rất cường đại, viên quơ một cái màu đen trường côn, đập về phía vương trường sinh cùng uông như yên, nó chỉ là tiến hóa hai lần, vương trường sinh không sợ chút nào, tế ra thái hạo trảm linh đao, vung đao nên đón tiếp lấy, thái hạo trảm linh đao cùng màu đen trường côn chạm vào nhau, truyền ra kim thiết giao kích trầm đục vung như yên tay phải chỉ phóng ra một đạo vòng sáng màu đen cấp tốc lướt qua viên cơ thể viên cơ thể rung lên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nhục thân của nó chính xác cường đại nhưng thần hồn có thể ngăn cản không được bao nhiêu lần thần hồn phát tắc công kích mau trở về trợ giúp cưu phân phó nói đâm lan đinh thành xây lập đến nay chưa bao giờ có thái ức kim tiên dám lẻn vào đâm lan bộ tập rơi chớ nói chi là đánh lén hỗn độn thú trước đó cũng là hỗn độn thú chủ động phát động chiến sự bằng vào cường đại nhục thân, tiên nhân cầm hỗn độn thú không có cách nào. Lần này thanh liên tiên lửa lẻn vào đâm lang đinh thành, liên thủ đối phó cửu sắc hỗn độn thú, đánh đâm lang bộ tập rơi một cái trở tay không kịp, cưu cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, hướng về đâm lang đinh thành bay đi, hư không ba động cùng một chỗ, mười mấy cái trăm trượng lớn chỗ trống vừa hiện mà ra, trong đó một cái trống rỗng tại cưu bầu trời, một đạo kim sắc vòng sáng từ trong lỗ hổng bao phủ mà ra, nhanh chóng lướt qua cưu cơ thể, cưu lập tức cảm giác một cổ mãnh liệt bối rối đánh tới, ba đạo thô to chùm tia sáng màu đỏ từ một cái trong lỗ hổng bay ra, lần lượt đánh vào cưu trên thân, cưu trên thân thêm ra ba cái huyết động, không ngừng chảy máu, từ trên cao rớt xuống, không tốt, thượng phẩm diệt tiên pháo không gian thần thông, bọn hắn còn có giúp đỡ. Một, cái ngoại hình cực giống con vượng bảy sắc hỗn độn, đỉnh đầu của nó có một cái lỗ trống lớn, tiếng nói vừa ra, một cái thể hình to lớn chu tước từ một cái trong lỗ hổng bay ra, vọt tới bảy sắc hỗn độn thú, chuyện đột nhiên xảy ra, bảy sắc hỗn độn thú không kịp tránh đi, huy động hữu quyền đập về phía chu tước, cùng ùng tiếng vang, chu tước bị bảy sắc hỗn độn thú một quyền đánh nát, cùng cùng liệt diễn che mất bảy sắc hỗn độn thú, một đạo màu đen hào quang từ trong lỗ hổng bao phủ mà ra, trùm lên bảy sắc hỗn độn thú trên thân, bảy sắc hỗn độn thú cơ thể rung lên, ba đạo chùm tia sáng màu đỏ từ trong lỗ hổng bay ra chính xác đánh vào cái này chỉ bảy sắc hỗn độn thú trên thân, nó bên ngoài thân lập tức thêm ra ba cái kinh khủng huyết động, ngã xuống một tiếng vang thật lớn, một cái ngoại hình cực giống chuột bảy sắc hỗn độn thú bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất, ngược lõm xuống, máu me đầm đìa, không còn khí tức, đã như thế, đâm lan đinh thành bên ngoài chỉ còn lại bốn cái thái ức kim tiên kỳ hỗn độn thú, một cái bảy sắc cùng ba con tám sắc, người nào giả thần giả quỷ. Một cái ngoại hình cực giống con vượng tám sắc hỗn độn thú huy động một cái trường đao màu trắng, chém về phía hư không, hư không xuất hiện số lớn vết rách, mười mấy cái trống rỗng phá toái, vương thanh linh từ trong bay ra, phần lưng của nàng một cặp hồng quang lóe lên cánh chim, sắc mặt bình tĩnh, vương hoàng vũ thi triển không gian thần thông, phối hợp nàng chặn lại khác hỗn độn thú, vương thông thiên điều khiển hoàng cấp tiên hạm từ bên cạnh hiệp trợ, nhất cử diệt sát hai cái hai cái thái ớt kim tiên kỳ bảy sắc hỗn độn thú toàn bộ nhờ đánh lén nếu là chính diện đấu pháp hỗn độn thú không có dễ dàng như vậy bị phẩm diệt tiên pháo công kích đánh trúng thái ất kim tiên bách linh tiên tử tám sắc hỗn độn thú nhận ra vương thanh linh hỗn độn thú phái người tìm phục tại trong tiên nhân thu thập tình báo đâm lan bộ tập rơi cao tầng đều nhìn qua vương gia cao tầng bức họa liếc mắt một cái liền nhận ra vương thanh linh thái ất kim tiên sơ kỳ cũng dám cản đường không biết sống chết tám sắc hỗn độn thú huy động hữu quyền đập về phía vương thanh linh vương thanh linh ti không chút nào sợ tay phải hóa thành màu đen long trảo, cùng tám sắc hỗn độn thú nắm đấm chạm vào nhau, phanh một tiếng, vương thanh linh bay ngược ra ngoài, màu đen long trảo có thể nhìn thấy mấy đạo vết máu, tám sắc hỗn độn thú nhục thân vẫn là rất cường đại, nếu như vương thanh hiểu tiếng giai thái ức kim tiên, cùng vương thanh linh hợp thể, nàng cũng sẽ không bị thương, vương thanh linh đã tu luyện thành đỉnh phong chân linh, tám sắc hỗn độn thú muốn tiêu diệt nàng cũng không dễ dàng, kêu cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, hướng về đâm lan đinh thành bay đi. Ý đồ trợ giúp viên hư không ba động cùng một chỗ, một cái lỗ trống lớn vừa hiện mà ra, năm đạo thô to trùng tia sáng màu đỏ bắn ra, thẳng đến kêu mà đi, kêu cánh khẽ vỗ, tránh đi năm đạo trùng tia sáng màu đỏ, một tiếng vang thật lớn, một cái ngoại hình cực giống chim các bảy sắc hỗn độn thú bay ngược ra ngoài, ngược lõm xuống, có thể nhìn thấy một cái cực lớn, nam cung trường long bảy người thi triển hợp kích chi thuật diệt sát cuối cùng một cái thái ức kim tiên kỳ bảy sắc hỗn độn thú bên ngoài thành còn thừa lại ba con thái ớt kim tiên kỳ tám sắc hỗn độn thú cùng ùng tiếng vang một đoàn cực lớn hắc quang trong thành sáng lên khí lãng cuồn cuộn viên từ đâm bên trong lan đinh thành sông ra bên ngoài thân không có bao nhiêu vết thương bất quá khí tức quẻ oải nó bị vương trường sinh cùng uông như yên vây công thần hồn bị trọng thương chạy mau hướng sát cách nhĩ bộ lạc cầu viện thiên cầm tiên tử cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc vương gia có hai vị trí tôn viên mở miệng hô nó nhanh chân phóng tới vương thanh linh tốc độ rất nhanh, đúng lúc này, hư không ba động cùng một chỗ, một cái lỗ trống lớn vừa hiện mà ra, vương trường sinh từ trong lỗ hổng bay ra, hắn bên ngoài thân có mấy đạo to dài vết máu, quần áo tả tơi, nhìn có chút chật vật, bọn hắn không sử dụng dung khiếu quyết, cũng không cần đạo thuật, dựa vào nhục thân cùng thần hồn phát tắc đối phó cửu sắc hỗn độn thú, có chút chật vật, vương trường sinh nắm đấm đập về phía viên, viên còn chưa kịp tránh đi một cổ cường đại giam cầm chi lực tùy theo hiện lên, nó tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể huy động hữu quyền, nên đón tiếp lấy quyền chạm vào nhau, truyền ra một tiếng linh tai nhất ốc tiếng nổ đùng đoàn, một đạo vòng sáng màu đen từ vương trường sinh nắm đấm bao phủ mà ra, tấp tốc lướt qua viên cơ thể, viên phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, cơ thể rung rẩy không ngừng, tiếng dai thái ớt kim tiên kỳ đến nay, nó cùng không thiếu thái ức kim tiên giao thủ qua, cũng không có chật vật như vậy qua, chủ yếu là những cái kia đối thủ cũng không có nắm giữ thần hồn pháp tắc, dục thân của nó lại mạnh cũng ngăn không được thần hồn phát tắc, một cái bàn tay lớn màu xanh lam phi phi xạ mà đến, đập vào viên trên thân, viên cơ thể ngã xuống, nó hồn hải xuất hiện số lớn vết rách, khoảng cách tán loạn không xa, đi mau, ta ngăn không được bọn chúng, để cho sát cáp nhĩ bộ lạc báo thù cho ta. Viên, la lớn, huy động hữu quyền đập về phía vương trường sinh, vương trường sinh không sợ chút nào, toàn lực thôi động thần hồn phát tắc, đấm ra một quyền, cùng viên hữu quyền chạm vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cổ cường đại khí lãng bao phủ ra, những nơi đi qua, hư không xuất hiện số lớn vết rách, Phương Trường Sinh nắm đấm hiện ra một đoàn chói mắt màu đen hào quang, cấp tốc lướt qua viên cơ thể, một kích này giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, viên hồn hải tán loạn, thần hồn câu diệt, nhân cơ hội này, ba con tám sắc hỗn độn thú triều lấy phương hướng khác nhau chạy trốn. Nam cung Trường Long bảy người ngăn cản một cái ngoại hình cực giống con vượng tám sắc hỗn độn thú, hung như yên từ nội thành bay ra, nàng bên ngoài thân cũng có đa đạo vết máu, thương thế không trọng, tám sắc hỗn độn thú bị Nam Cung Trường Long bảy người ngăn cản, nó không cách nào đánh vỡ Nam Cung Trường Long bảy người phòng ngự, đi lại đi không được, Vương Trường Sinh cùng Uôn Như Yên gia nhập vào chiến đoàn sau, tám sắc hỗn độn thú rất nhanh liền bỏ mạng, không, nghĩ tới Vương Phu Nhân cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc. Khó trách các ngươi dám lẻn vào đâm lang đinh thành. Nam, Cung Trường Long mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, đổi lại khắc thái ức kim tiên sơ kỳ tu sĩ. Hai người liên thủ đối phó bảy sắc hỗn độn thú đều rất khó khăn, Chớ nói chi là cửu sắc hỗn độn thú, mà Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ diệt sát cửu sắc hỗn độn thú, đây chính là chí tôn pháp tắc lợi hại, Vương. Đạo hữu cùng Vương Phu Nhân nếu là tiếng giai đại la kim tiên, cùng chúng ta lão tổ tông liên thủ, cũng có thể diệt đi sát các nhĩ bộ lạc đại tế ti. Nam, Cung Trường Giao vừa cười vừa nói, còn tốt thanh liên tiên nữ là đứng tại bên này bọn hắn, nếu như hai cái nắm giữ thần hồn pháp tắc hỗn độn thú xuất hiện tại sát các nhĩ bộ lạc, bọn hắn liền phiền toái, chúng ta về trước thanh liên thành, nên đón hỗn độn thú phản công. Vương, trường sinh nói, lần này chỉ là bại lộ uông như yên nắm giữ thần hồn pháp tắc, bọn hắn còn có dung khiếu quyết cùng đạo thuật cái này hai cái ác chủ bài, đâm lan đinh bộ rơi đã bị bọn hắn đánh cho tàn phế, không thành tài được, không có gì bất ngờ xảy ra sát cách nhĩ bộ lạc nhất định sẽ điên cùng trả thù bọn hắn. Nói không chừng sẽ thay đổi kế hoạch tác chiến, Nam Cung Trường Long gật gật đầu, nhìn về phía Đâm Lan Đinh Thành, Nói, Đâm Lang đinh bộ rơi truyền thừa lâu đời, chắc chắn góp nhặt không ít tài vật. Chúng ta đã thu vào tay, trở về lại phân phối a. Vương Trường Sinh nói, bọn hắn liên thủ đối phó tám sắc hỗn độn thú thời điểm, Vương Thông Thiên, Vương Hoàng Vũ đi mở ra Đâm Lang đinh bộ rơi bảo khố, đem bảo vật vơ vét không còn gì, Nam cung Trường Long bảy người cũng không có ý kiến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực còn tại đó, bọn hắn tâm phục khẩu phục, bọn hắn rời đi nơi đây số lớn hỗn độn thú sông ra đâm lang đinh sơn mạch chạy tứ tán bốn phía bọn hắn trở lại thanh liên thành thời điểm đấu giá hội cũng muốn tổ chức trở lại thanh liên phong vương trường sinh ung như yên nam cung trường long nam cung trường giao chín người ngồi ở trong một tòa thạch đình màu xanh vương trường sinh lấy ra bảy viên thanh sắc trữ vật vòng tay phân cho nam cung trường long bảy người nói nam cung đạo hữu đây là các ngươi một phần kia đâm lang đinh bộ rơi trong bảo khố đồ tốt không thiếu ba nghìn vạn năm trở lên tiên dược liền không dưới năm trăm cây còn có số lớn vật liệu luyện khí chế phù tài liệu bày trận tài liệu tiên mục tiên thủy tiên quán số lượng cũng không ít còn có một nhóm hỗn nguyên thạch nguyên khoáng thất tinh kim tủy thần tinh liền có hai khối cửu khiếu ngân tủy tinh có năm khối nhiều hỗn động thú không hiểu luyện khí luyện đan ngụy tiên có thể sát cáp nhĩ bộ lạc hạ hạt bộ lạc ở giữa cũng sẽ mậu dịch thu tập được tài liệu trân quý nộp lên cho sát cáp nhĩ bộ lạc đổi lấy cúng tế danh ngạch hoặc khác tu tiên tài nguyên đâm lang đinh bộ rơi nuôi dưỡng một nhóm ngụy tiên phần lớn là chân tiên kỳ kim tiên kỳ có hơn trăm người dựa theo đâm lang đinh bộ rơi kế hoạch tác chiến tiến đánh thanh liên thành thời điểm những thứ này ngụy tiên hội xung kích tại phía trước làm pháo hôi bất quá vương trường sinh bọn người tập kích đâm lang đinh thành làm rối loạn đâm lang đinh bộ rơi kế hoạch vương trường sinh cùng uông như yên liên thủ đối phó viên thuận tiện tiêu diệt đám kia ngụy tiên nam cung trường long bảy người cảm ơn một tiếng tiếp nhận trữ vật vòng tay, thần thức đảo qua, hài lòng gật đầu một cái, vương trường sinh phân cho bọn hắn tài vật không thiếu, chuyến này không có ủng phí tới, chúng ta còn muốn hồi thiên phượng thành phục mệnh vương đạo hữu, cần giúp liền liên hệ chúng ta. Nam Cung Trường Long lên thân cáo từ, có cần, chúng ta nhất định mở miệng. Vương, Trường Sinh ôm quyền nói, đứng dậy đưa tiễn, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, dừng bước, chính chúng ta trở về được, không cần làm phiền. Nam, cung trường long khách khí nói vương trường sinh cùng uông như yên kiên trì tự mình đưa tiễn đưa mắt nhìn bọn hắn truyền tống về thiên phượng thành lúc này mới trở về thanh liên phong lần này may mắn mà có kim lăng kính bằng không thì chúng ta cũng không biện pháp biết hỗn độn thú kế hoạch uông như yên vừa cười vừa nói vương thanh linh mang theo kim lăng kính đi tới cáp đạc thảo nguyên nghe trộm cáp Đạt bộ lạc cao tầng nói chuyện thuận tiện bọn hắn ứng đối hỗn độn thú phản công hy vọng sát cáp nhĩ bộ lạc đến đây dừng tay a à. tiếp tục đánh xuống liền xem như thắng, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, ta lo lắng sát các nhĩ bộ lạc phái biến dị ba lần hỗn độn thú dẫn đội, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Vương, trường sinh có chút lo lắng nói, lấy bọn hắn tu vi hiện tại, chính là thi triển dung khiếu quyết cùng đạo thuật, cũng không giết chết biến dị ba lần hỗn độn thú, chỉ, hy vọng như thế, bất quá ta nếu là sát các nhĩ bộ lạc cao tầng, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Uông Như Yên nói, binh, đến tướng trắng, nước đến đất chặn chúng ta luyện chế một chút bảo vật, làm tốt chuẩn bị nên chiến A. Vương, trường sinh nói, hắn gọi tới Vương Thanh Bách, đem một vài tiên dược cho Vương Thanh Bách, để cho hắn luyện chế tiên đan. Vương trường sinh cùng Uông Như Yên tất cả đi vào một gian mật thất, luyện khí chế phù, sát, cắp nhĩ sơn mạch, một cái ba mặt toàn núi cự hình sơn cốc, con dế đang tại hướng gấu hồi báo. Đâm Lan Đinh bộ rơi hai cái tám sắc hỗn độn thú dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới những bộ lạc khác, đem tin tức hồi báo đi lên, cái gì? thiên cầm tiên tử cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc. Gấu ngữ khí tràn ngập kinh ngạc, thái hạo tiên quân nắm giữ thần hồn pháp tắc liền đã rất khó giải quyết, thiên cầm tiên tử cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, vương gia khó đối phó hơn, không, tệ, viên chết ở vây công bọn hắn, ta thậm chí hoài nghi thanh liên kiếm tôn, bách linh tiên tử, bá đao chân quân mấy người vương gia cao tầng cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc. Con dế nói, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.